feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh My MC, mình là Bảo. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một chiếc màn hình đến từ nhà ViewSonic với mã là VX2480 2K SHD. Thì anh em sẽ thường hay được khuyên là nếu mà anh em sử dụng chiếc màn 27 inch thì anh em sẽ sử dụng độ phân giải 2K, hoặc là 32 inch thì anh em vẫn sử dụng 2K hoặc là 4K. Tuy nhiên sẽ như thế nào nếu như anh em sử dụng chiếc màn hình 24 inch nhưng độ phân giải của nó là 2K? Thì hôm nay mình sẽ cho anh em trải nghiệm xem là nếu mà sử dụng một chiếc màn hình 24 inch thì độ phân giải 2K, hình ảnh của nó cho ra sắc nét như thế nào. Tuy nhiên trước khi bắt đầu thì hy vọng các bạn để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để kênh mình ngày càng được phát triển. Hiện tại thì kênh mình đang sắp được 1.000 subscribe rồi, hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ. Và không lòng vòng nữa, bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái chiếc màn hình này nó sắc nét như thế nào nhé. Đi thôi. Và mình xin được giới thiệu với tất cả các bạn chiếc màn hình ViewSonic VX2480 2K SHD. Đầu tiên, do đây là chiếc màn hình đồ họa nên ngoại hình của nó cũng khá là đơn giản và tinh tế, sẽ phù hợp cho các anh em nào cần setup cấu làm việc theo phong cách tối giản. Và trên đế có bề mặt tiếp xúc lớn, phần thân được khoét một cái rãnh để anh em có thể luồn dây ra sau, đi dây một cách gọn gàng hơn. Và trên chỉ có thể ngửa lên ngửa xuống một góc 15 độ thôi, nên nếu anh em cần linh hoạt hơn thì có thể sắm thêm cái tay đỡ màn hình. Màn có hỗ trợ gàm VESA chuẩn 100x100 nên anh em lưu ý khi lựa chọn A màn hình để sử dụng nhé. Bên trái phía dưới màn hình là các nút điều chỉnh menu, anh em có thể điều chỉnh các chế độ ở đây. Về các cổng kết nối thì màn hình hỗ trợ hai cổng HDMI, một cổng DB và một cổng âm thanh 3.5. Về thông số thì màn hình có kích thước là 24 inch, độ phân giải 2K với mật độ điểm ảnh nhiều, được hiển thị trên một chiếc màn hình có kích thước nhỏ thì hình ảnh cho ra sẽ rất sắc nét và mịn màng. Anh em sẽ cực kỳ khó có thể phát hiện ra được những điểm pixel hay anh em hay gọi là rỗ màn hình ở những chiếc màn hình có kích thước lớn và độ phân giải thấp. Mặc dù mình đã để sát mắt vào màn hình nhưng rất khó để có thể thấy được rỗ màn hình vì hình ảnh hiển thị quá mịn màng. Bên cạnh đó, điểm cộng thứ hai của chiếc màn hình này chính là tấm nền Super Clear IPS giúp hiển thị hình ảnh tươi tắn, sống động cùng với độ tương phản tốt. Ngoài ra thì màn hình còn được xử lý chống chói, sẽ giúp anh em có thể nhìn được nhiều hướng khác nhau mà hình ảnh hay màu sắc không bị thay đổi. Về màu sắc, màn hình có thể hiển thị 16,7 triệu màu và không gian màu đo được là 104% sRGB, 72% NTSC cùng với độ sai lệch màu sắc Delta E bé hơn 2, sẽ giúp cho anh em có thể sử dụng chiếc màn hình này để làm những công việc về chỉnh sửa hình ảnh và edit video. Và tần số quét của chiếc màn hình này là 75Hz, tốc độ phản hồi là 4mm GTG. Thì so với độ phân giải hay khả năng hiển thị màu sắc của chiếc màn hình này thì tần số quét và tốc độ phản hồi của chiếc màn hình này thật sự không phải là điểm mạnh. Nhưng đối với một chiếc màn hình để làm đồ họa thì 75Hz đã đủ cho anh em có thể làm việc một cách mượt mà rồi. Hoặc anh em sử dụng chiếc màn hình này để coi phim giải trí thì 75Hz cũng gọi là vô tư luôn. Còn về tác vụ chơi game thì nếu anh em là một người chơi eSports hay là FPS thì chắc chắn anh em sẽ không lựa chọn chiếc màn hình này rồi. Tuy nhiên, nếu anh em là một người chơi game AAA thì anh em có thể sử dụng chiếc màn hình này để chơi game vì hình ảnh hiển thị của nó thật sự là rất đẹp, sẽ làm cho các bạn đắm chìm vào thế giới game mà các bạn đang chơi. Và độ sáng của chiếc màn hình này thật sự nó không quá cao, tiêu chuẩn 250 nits thôi, thì anh em sẽ sử dụng rất là phù hợp cho những cái không gian ví dụ như văn phòng làm việc nè, và không gian giải trí cũng như là học tập và làm việc của anh em tại nhà. Về công nghệ thì màn hình có trang bị cho chúng ta công nghệ Adaptive Sync, sẽ giúp cho các bạn khi mà chơi game giải trí hoặc là các bạn làm việc nó không bị giật lắc. Và màn hình có góc nhìn rộng 178 độ ngang dọc, sẽ giúp cho anh em có thể nhìn được ở mọi hướng mà hình ảnh của nó cũng như là màu sắc của nó không bị thay đổi. Ngoài ra thì màn hình cũng có trang bị công nghệ là chống ánh sáng xanh nè, chống nhấp nháy, cũng như là giúp bảo vệ mắt của chúng ta khi mà các bạn chơi game, các bạn giải trí hoặc là các bạn làm việc một thời gian dài á, sẽ không có bị mỏi mắt quá nhiều. Và giá chính xác của chiếc màn hình này là 4.250.000. Theo mình đánh giá nó rất là rẻ để các bạn có thể sở hữu được một chiếc màn hình có độ phân giải 2K và sử dụng tấm nền Super Clear IPS. Hình ảnh của nó rất là sống động, tươi tắn cũng như là độ tương phản cao, sẽ giúp cho các bạn có thể coi phim giải trí. Và đặc biệt là nó sẽ giúp cho các bạn có thể làm được những công việc về chỉnh sửa hình ảnh và chỉnh sửa video ở trên chiếc màn hình này. Về tần số quét thì 75Hz. Đối với mình, nếu mà các bạn không chơi game á, các bạn chỉ sử dụng để chiếc màn hình này để làm việc hoặc là giải trí, coi phim thôi thì nó cực kỳ phù hợp luôn. Và nếu mà anh em đang muốn tậu ngay chiếc màn hình này, hoặc là anh em đang muốn bọn mình tư vấn thêm về các linh kiện cấu hình cũng như là các chương trình khuyến mãi bên mình, thì các bạn có thể ghé website bên mình tại đây hoặc là fanpage của mình tại đây nhé. Và nếu mà các bạn muốn tư vấn chi tiết hơn thì mình có để thông tin ở dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn anh em đã coi hết video này.
Hy vọng anh em để lại cho mình một like cũng là một subscribe để kênh mình ngày càng được phát triển, nhắm tới mục tiêu là 1000 subscribe nha. Và bây giờ thì video clip cũng đã khá dài rồi. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nhé.